mà cách đây 2 năm Lê Tứ đã sáng chế ra, đó là hai câu vọng cổ mà chị chú Đại Bi của chúng ta. Bà con có nghe Lê Tứ Tài Như hát cái bài này chưa ạ? Thì hôm nay thử bà con quý Phật tử nào thuộc chú Đại Bi thì chị theo Lê Tứ và Hạ Như trong bài ca này, hai câu với hai câu vọng cổ nha. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.